Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay ERX Việt Nam sẽ giới thiệu với các bạn một kỹ năng tạo báo cáo tự động siêu tốc bằng ngôn ngữ SQL trong Excel. Nào, chúng ta hãy cùng khám phá kỹ năng độc đáo này. Các bạn lưu ý, chúng ta sẽ thực hiện một cái báo cáo về doanh thu của một công ty với 3 cái tình huống sau đây. Thứ nhất là chúng ta tổng hợp được dữ liệu. Thứ hai, chúng ta tạo ra báo cáo liệt kê thông tin, và thứ ba là chúng ta tạo nên một cái dashboard là những cái biểu đồ để theo dõi các cái chỉ số kinh doanh trong công ty. Tình huống đặt ra, chúng ta cần tổng hợp dữ liệu hàng tháng của doanh số bán hàng. Chúng ta nhìn ở bên tay phải đây, Ngọc có một cái thư mục bao gồm rất là nhiều các cái tỉnh thành, và mỗi một tỉnh thành này họ có một cái file doanh số như thế này. Thì chúng ta sẽ cùng tham khảo cái file doanh số này, các bạn thấy không ạ? Thì cái file doanh số này nó có rất là nhiều dòng và có rất là nhiều cột, ví dụ như 1.260 dòng, và ở đây nó có là 13 cột. Thì đây mình có một số cái doanh số ở đây, ví dụ ở đây là mình có 7 cái file chứa doanh số. Nhiệm vụ của mình là làm sao để tổng hợp 7 file này vào một file một cách nhanh chóng nhất. Sau khi chúng ta tổng hợp xong thì chúng ta cần phải phân tích báo cáo theo các cái tiêu chí mà doanh nghiệp mong đợi. Tuy nhiên trong thực tế, khi chúng ta tổng hợp dữ liệu xong thì sẽ có những lúc chúng ta nhận những thông tin rất bất ngờ là những chi nhánh này muốn thay đổi dữ liệu của họ, tăng hoặc giảm dữ liệu, đúng không ạ? Và nếu như các bạn chỉ dùng Excel thông thường thì chắc chắn người làm báo cáo sẽ gặp ít nhiều khó khăn trong việc là phải thay đổi và chỉnh sửa lại dữ liệu. Thì chúng ta khám phá một cách mới để chúng ta xem là nó có nhanh hơn, có tiện hơn không nhé. Tiếp theo, để giải quyết bài toán này thì chúng ta có 2 bước cơ bản thôi. Bước thứ nhất là chúng ta phải chuẩn hóa dữ liệu đầu vào. Như các bạn đã biết, chúng ta làm việc với dữ liệu thì chúng ta phải chuẩn hóa dữ liệu là chắc chắn, đúng không ạ? Cái thứ hai là chúng ta sẽ thiết lập các báo cáo này bằng ngôn ngữ SQL chứ không bằng các cái công thức hoặc là sử dụng pivot table ở trên Excel. Rồi chúng ta đi vào bước 1, tổng hợp dữ liệu. Thì mình vừa hướng dẫn ở đây và vừa làm demo cho các bạn xem luôn. Thì để chúng ta tổng hợp dữ liệu thì chúng ta cần mở một cái file báo cáo tổng hợp. Đây mình tắt cái file này luôn, mình mở lại cái file mới cho các bạn xem. Cái file báo cáo tổng hợp nó chính là cái file này. Đó. Mình mở cái file này lên ha. Thì ở đây là demo cho nên ERX Việt Nam đã viết sẵn các cái tính toán rồi. Chúng ta chỉ xem cái cách tính thôi, chứ mình sẽ không có xem cái chi tiết ở đây. Thì điều đầu tiên chúng ta cần một cái tổng hợp dữ liệu như thế này các bạn. Đó, chúng ta cần tổng hợp dữ liệu lên Excel data. Đó, thì chúng ta làm như thế nào? Thì chỉ cần ví dụ như đây là mình sẽ xóa hết toàn bộ dữ liệu này chẳng hạn. Đó, và mình muốn tổng hợp, mình có một cái menu ở đây, mình bấm vào tổng hợp data và mình dẫn vào cái thư mục chứa các cái file doanh số và nó sẽ tổng hợp dữ liệu cho chúng ta. Rồi, trong lúc máy chờ tổng hợp xong, tổng hợp xong rồi các bạn, chỉ có tốn vài giây thôi, đúng không? Và khi đó nó đã đưa 7 cái file Excel hồi nãy lên trên cùng một file. Bạn sẽ thấy rất là nhanh. Nếu chúng ta làm Excel thì chắc cũng sẽ phải mất thời gian mở ra từng file và copy dữ liệu. Và chưa kể khi người dùng thay đổi dữ liệu thì chúng ta lại phải làm lại nữa. Còn ở đây nếu người dùng chỉ cần thông báo là có thay đổi, hoặc thậm chí họ không cần thông báo, đến lúc bạn cần báo cáo thì bạn bấm nút tổng hợp mà thôi. Chúng ta chỉ tốn vài giây cho cái tình huống này. Và bạn thấy không có một file Excel nào được mở lên để copy hết. Vì ở đây mình không dùng cái cách mở file Excel và copy paste, mà mình dùng SQL để mình lấy dữ liệu. Điều này nó giúp cho chúng ta là tránh được cái sự tranh chấp dữ liệu ở trong công việc, đúng không ạ? Thậm chí có ai đó đang mở những cái file thành viên kia thì bạn vẫn lấy được dữ liệu như bình thường. Rồi, tiếp theo chúng ta muốn tạo ra một cái report tự động, một cái báo cáo tự động. Thì để nói việc này, chúng ta sẽ di chuyển vào trong cái sheet là sheet report. Thì bạn sẽ thấy có 2 khu vực để chúng ta tinh chỉnh báo cáo. Một là chúng ta muốn nhìn thấy dữ liệu có những cột gì thì chúng ta có thể đánh dấu X ở đây. Khi chúng ta bỏ dấu X ra có nghĩa là chúng ta không muốn nhìn thấy cột đó trong báo cáo. Và chúng ta muốn lấy dữ liệu theo các cái điều kiện lọc nào thì chúng ta sẽ đưa vào đây. Thì có rất là nhiều kiểu điều kiện lọc, ví dụ đây là kiểu ngày tháng, đây là kiểu theo tiêu chí, theo tên. Đó, thì bạn có thể làm được ở đây. Và khi chúng ta chạy thì báo cáo nó sẽ chạy qua cái vùng bên này. Thì mình sẽ mở lớn ra đây cho các bạn xem ha. Đây là báo cáo của chúng ta. Ví dụ như bây giờ mình không muốn nhìn thấy cái cột tên là chi nhánh, mình có thể delete ở đây. Mình không muốn tổng tất cả người bán hàng, mình chỉ thích Nguyễn Minh Lợi thôi, thì mình chọn Nguyễn Minh Lợi ở đây và mình bấm vào tạo report. Thì bạn thấy rằng ngay lập tức nó sẽ tạo ra cái báo cáo mà nó không có cái cột chi nhánh. Ở đây kênh phân phối thì nó sẽ nhảy qua cái cột là đơn vị mua, bạn thấy không ạ? Đó. Và ở đây nó chỉ có Nguyễn Minh Lợi. Còn nếu như chúng ta muốn có lại cột này nhưng cũng không có cột mua hàng chẳng hạn, chúng ta có thể bỏ ở đây. Và ở đây này 31 tháng 3 chúng ta kiểm tra, ở đây nó đến 28 tháng 3, dữ liệu đến 28 tháng 3 thôi. Giờ chúng ta muốn nó khoảng 15 tháng 3 thôi, cho nó nhỏ lại. Và kênh phân phối thì chúng ta chọn vào kênh Lazada chẳng hạn, thì thử xem ha. Chúng ta chạy báo cáo ở đây. Đó, thì nó ra Nguyễn Minh Lợi, Lazada, kênh phối là Lazada, và cái ngày nó sẽ bị giới hạn dưới ngày 15 tháng 3. Đó, bạn thấy. Thì việc tạo báo cáo này cực kỳ nhanh, đúng không ạ? Lọc cực kỳ nhanh luôn. Thì đó là cái advantage, cái lợi điểm của ngôn ngữ SQL trong báo cáo. Tiếp theo chúng ta sẽ khám phá tạo ra dashboard. Các bạn cũng thường thấy cái này ở trong doanh nghiệp, đúng không ạ? Thì dashboard này nó rất đơn giản, nó sẽ được tạo tự động các bạn, nghĩa là chúng ta không cần phải làm bất cứ một cái thao tác gì, chỉ cần chúng ta đưa dữ liệu gốc vào thì cái biểu đồ này sẽ thay đổi. Tuy nhiên phải có dữ liệu gốc, đúng không ạ? Và dữ liệu gốc nó nằm ở đâu? Dữ liệu gốc thì nó nằm ở chỗ cái sheet prepare data. Thì bây giờ mình sẽ xóa hết dữ liệu đang có ở đây và mình chạy một cái báo cáo là tạo ra data dashboard. Thì khi mình thực hiện cái thao tác này thì SQL sẽ thay chúng ta tính toán tất cả những chỉ tiêu mà chúng ta muốn. Đây bạn thấy xong rồi đó. Thì sau khi tính toán xong thì nó sẽ đẩy dữ liệu này lên cái sheet dashboard của chúng ta. Và nó sẽ tạo ra các cái biểu đồ tự động như thế này. Bạn sẽ thấy không ạ? Đó, rất là đơn giản, đúng không? Mình sẽ mở rộng ra ở đây. Đó. Rồi, ngoài cái việc này còn một điểm nữa, đó là chúng ta có thể sử dụng được cái file này, cái kỹ năng này trong tình huống là data của chúng ta được lưu trên web, lưu trên server. Cái này ở trong doanh nghiệp thì chúng ta thường thấy là dữ liệu lưu trên SQL Server chẳng hạn. Thì chúng ta có làm được hay không? Câu hỏi đặt ra chúng ta làm được không? Thì câu trả lời là chắc chắn làm được 100% ha. Thì ở đây mình sẽ demo cho các bạn xem là như thế nào. Đầu tiên, nếu dữ liệu của bạn có nằm trên web thì bạn sẽ thấy đây là trên máy của mình. Mình sẽ bỏ nhỏ cái này lại. Là mình có kết nối với một database. Database này đi vào một cái server của doanh nghiệp của mình và có username password ở đây. Sau khi mình kết nối dữ liệu này xong thì mình sẽ mở cái file Excel lên đây. Mình sẽ chứng minh cho các bạn xem là cái dữ liệu này nó đang on the web. Mình có thể vào đây. Thì có thể các bạn sẽ không cần phải làm theo cái này. Này chỉ là demo thôi, nhưng mà demo cho các bạn biết rằng là cái dữ liệu của công ty mình nó đang nằm trên web và mình vẫn lấy được như bình thường ha. Đây là mình chọn vào cái con này. Đó. Thì khi mình truy vấn đến cái dữ liệu trên web, đây là dữ liệu trên web, bạn sẽ thấy nó hiện ra cái query đây. Đó. Thì ở đây thấy nó có rất là nhiều bảng dữ liệu. Đây là những dữ liệu mà Excel đang truy vấn vào trong web, trong cái host của công ty. Chứ nó không phải là nằm trên cái file Excel nữa. Này giống như trong công ty các bạn thì cái này nó có thể nằm trên SQL Server của công ty. Đó. Rồi thì đây là những dữ liệu online. Thì các bạn sẽ thấy đây nó có rất là nhiều các cái chi nhánh, đúng không ạ? Nó tương ứng với các chi nhánh nãy mình thấy. Cái tên này nó đang không có dấu tiếng Việt ha. Rồi. Thì đó là cái database. Thì quay trở lại đối với Excel thì chúng ta muốn truy vấn vào những cái database đó ở trên host thì chúng ta vẫn có thể làm được thao tác tương tự như nãy giờ chúng ta làm. Đó là thứ nhất, tổng hợp dữ liệu của Excel bằng cách là mình sẽ chọn đây, đây là Excel Online nè, đây là tổng hợp data online thì mình có thể bấm vào đây. Thì nó cũng lấy dữ liệu từ trên web nó thả xuống đây. Đó. Hồi nãy thì nó tổng hợp data ở từ các cái file Excel, còn bây giờ thì nó sẽ tổng hợp data lấy từ web xuống. Đó, bạn sẽ thấy nó cũng lấy từ web xuống. Đó. Và tổng hợp data này, chúng ta muốn tạo ra report y chang như thế này. Ví dụ giờ chúng ta lấy hết tất cả các cột, chúng ta lấy đây ngày 15 tháng 2 thôi và lấy tất cả những người bán hàng đánh % ở đây, tất cả các kênh đánh % ở đây và mình lấy online luôn nha bạn, lấy online luôn. Thì khi lấy online bạn sẽ thấy ở đây nó có tất cả các cột, tất cả các người bán hàng và cái ngày nó bị giới hạn đến ngày 15 tháng 2, đây chính là ngày 15 tháng 2. Đó. Rồi, còn phần tạo dashboard thì cũng tương tự thôi, nó cũng sẽ lấy dữ liệu từ cái sheet Excel data đã lấy lên đây rồi thì nó đẩy dữ liệu qua đây thì nó cũng tương tự. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này. Thì các bạn thấy qua video clip này chúng ta thấy cái việc mà chúng ta làm báo cáo trong doanh nghiệp nó cực kỳ đơn giản với ngôn ngữ SQL và ứng dụng trong nền Excel. Thậm chí chúng ta thể kết nối được cái phần mềm ERP, cái phần mềm quản trị của doanh nghiệp khi mà database đó nằm ở server, chứ không chỉ là giới hạn ở trong cái ổ cứng hoặc là ổ mạng của chúng ta, hoặc ở trên OneDrive, SharePoint. Nói chung là data anywhere, ở đâu các bạn cũng có thể connect được. Rồi, cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người ở một video clip khác. Khi các bạn muốn tư vấn hoặc các bạn muốn tham gia khóa học về Dashboard, Data Analysis hoặc Visualization thì các bạn có thể liên hệ với ERX Việt Nam. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video clip khác.